Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến kênh Trụng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của ngày Chủ nhật 24 tháng 3 năm 2024. Con số rất là đẹp, 24324. Chúc tất cả quý vị và các bạn có cái sức khỏe cũng như là hạnh phúc bên gia đình trong những ngày cuối tuần. Và trên trước mặt các bạn đây đó chính là cái khu vực của cái phòng hòa nhạc Cross. Nó thực tế là người ta nói là nó ở vùng ngoại ô, không có đúng đâu. Đây chính xác là tôi view lại thì nó rất là gần trung tâm Moscow. Hay nói cái khác, tức là nó là ở vành đai 1, tức là vành đai trung tâm các bạn nhé. Đây thì chúng ta nhìn thấy là đây nó chính là vành đai đầu tiên luôn các bạn. Đây các bạn không rõ lắm. À. Nó là gần trung tâm đấy chứ không phải. Đây chúng ta thấy là không chỉ là cái chỗ hòa nhạc mà có thể nói là đây là cái khu vực người ta biểu diễn và quảng cáo. Đây không phía ngoài phía trung tâm đây thì chúng ta thấy là Crosto City Hall, tức là phòng hòa nhạc của thành phố. Thì trong này người ta làm, chúng ta thấy là các cái show diễn và cũng như là các cái quảng bá phía ngoài trông rất là đẹp. Được gọi là Crocus City Hall. Thế bây giờ chúng ta ra ngoài này thì như chúng ta biết là hôm đó là cái bọn khủng bố nó đi từ đây tới sau đó là chúng dừng xe ở phía ngoài này. Chúng ta biết là đi tới đây, đến dừng xe vào đây thì bắt đầu là bắt đầu chúng đi bộ vào đây và là nó vào khu vực này là nó đi vào. Sau đó là cái xe này nó lại chạy tới tới phía đằng này, tức là đậu phía đằng này các bạn nhé. Thế sau khi mà xong ra quyết xong ngay là bắt đầu ra đây là bắt đầu chúng nó chạy theo hướng này và sau đó chạy về hướng nam, về hướng Bryansk, tức là cái hướng của biên giới. Thì trong cái này thì chúng ta 1-2 ngày qua thì chúng ta đã nghe quá nhiều về các thông tin rồi. Chúng tôi cũng không có tham vọng là nói lại các cái vấn đề này. Nên chúng ta chỉ biết rằng là sau khi chúng vào thì các lực lượng an ninh ở đây hình như cũng không có. Nói chung là thanh bình mà không có. Cho nên là Nga thực tế là chủ quan, quá chủ quan cái chỗ này. Các cái chỗ vị trí mà lớn mà cả hàng ngàn người như thế này. Cái phòng này nó có khả năng chứa tới gần 10.000. Thế thì trong này đây chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy, tức là quá chủ quan, cả 10.000 người như vậy mà coi như gần như là Nga không có một cái biện pháp an ninh nào. Thế thì sau khi mà chúng vào, chúng xả súng, gặp ai là xả người đó thì hầu hết thì chỉ chết cái lúc ban đầu thôi các bạn nhé. Và khi mà chúng xông vào trong cái phòng hòa nhạc đó thì bắn các cái hàng đầu tiên, sau đó là người ta nháo nhào, người ta chạy. Người ta tổng kết lại đến giờ phút này có lẽ con số còn tiếp tục tăng lên, nhưng mà người ta nói là có một số thông tin của bên của Reuters thì nói là 150.000 người đã thiệt mạng, thì trong đó chủ yếu là coi như bị hỏa hoạn cháy chết, chứ còn không phải là trong cái số mà chúng bắn. Bởi vì khi mà bắn thì chúng ta biết rồi là họ sẽ nấp. Nhưng mà ở trong các cái chỗ trong đấy thì cái đồ dễ cháy rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là chúng đã tính toán rất kỹ và đã tung các cái vật liệu cháy và ném lựu đạn làm cho cháy. Và cuối cùng là số người chết vì cháy hỏa hoạn là khoảng 3/4, còn 1/4 là bị các cái loạt đạn của bọn này. Thì đây là một trong những cái thành phố nơi rất là đông. Chính vì thế cho nên là người ta khi mà các cái lực lượng đầy đủ đến đây thì 1 tiếng rưỡi, bởi vì xe tắc đường, kẹt đường. Thì kẹt đường này tôi nghĩ là do cái chỗ này nó đông thôi, chứ cũng không phải là nó do cái bọn khủng bố mà nó có khả năng mà nó làm cản đường.
Nên tất nhiên các cái lực lượng an ninh khu vực thì cũng đã khống chế, thì cũng bắt được tại chỗ là coi như là 4 tên, sau đó thì chúng nó chạy. Cái sai lầm lớn nhất của cái đám này là nó đi đến là một cái xe màu trắng Renault, Renault là xe của Pháp các bạn ơi. Và khi mà chúng rút chạy thì nó cũng chạy theo cái xe màu trắng Renault đó. Đấy là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai là chúng không có phân tán ra, tức là mỗi người là chạy một hướng khác nhau, mà là chúng lại đi cùng một xe, tức là cùng cùng chết đấy. Đấy, cái thứ ba nữa là chúng lại không có ở lại Moscow, hoặc là ở ẩn nấp đâu đó, hoặc là tức là chạy qua Belarus hoặc là một số nước Baltic, hoặc là chạy về hướng Kazakhstan, tức là hướng tức là hướng Tajikistan đấy các bạn, Trung Á. Đấy, mà chúng chạy hết là đi theo một con đường coi như con đường giống như là đường cao tốc, là từ Moscow đi Bryansk, thì cái đoạn này nó khoảng 400 cây, tầm 400 cây là đi cái đường ngắn nhất, thì bị bắt tại biên giới, cái chỗ mà chưa tới biên giới đâu, trên đường đến biên giới thì nó khoảng, tức là chạy từ Moscow được 480 cây thì đã bị bắt, thì Nga đuổi theo và chặn đường, và chúng cũng cố chạy thì Nga đã bắn xịt lốp xe và đã bắt toàn bộ cái số này. Đấy, tuy nhiên là con số chốt lại hiện nay là 11 thì không biết là đã đúng hay chưa, đã hết hay chưa, nhưng mà hiện nay thì có thể nói là khu vực này đã được phong tỏa hoàn toàn và đang khẩn trương, tức là cứu cứu hộ cũng như là cứu tất cả những người còn đang ở trong cái đống đổ nát này, hoặc là các thi thể bắt đầu đang đưa ra, cũng như các cái cơ quan chức năng đã khám nghiệm các cái vật phẩm, các cái áo, thậm chí bọn chúng là vứt hết tất cả áo quần lại để mà chạy, tức là giống như dân thường chạy, nhưng mà cuối cùng đã bị bắt. Thì Tổng thống Putin ra một cái thông điệp rất là mạnh mẽ, nếu mà khi mà điều tra ra rõ ràng cái này thì chắc chắn là sẽ những cái đòn có thể nói là rất lớn, và cũng có thể là quyết định luôn, chứ còn nếu mà tình trạng thế này có nghĩa là nó ngay trái tim nước Nga đã bị sỉ máu, không thể chấp nhận được cái như thế này. Bây giờ lượng người từ đêm qua rất đông, người ta đến, tức là người ta đặt hoa để mà coi như tưởng nhớ những người, tức là chia sẻ với những người đã bị thiệt mạng cũng như là gia đình của họ, hoặc là những người đang bị thương. Và chúng tôi thấy những cái đống hoa hoa người ta đặt vào bây giờ rất là cao, những cái đống hoa rất là cao. Thì ông Medvedev thì ông cũng có những cái lời rất là mạnh mẽ, tuy nhiên tất cả hiện nay vẫn đang trong vòng điều tra. Nếu mà điều tra ra xong thì có lẽ lúc đấy chúng ta nói tiếp được. Cho đến bây giờ thì tất cả các nhà lãnh đạo của trên tất cả thế giới đã gửi điện chia buồn và đã có những cái thông điệp rất là mạnh mẽ để mà cùng nhau sát cánh với nước Nga đi qua cái thảm họa này, và cùng nhau để truy tìm, vây bắt khủng bố nếu còn lại. Thì Tổng thống Pháp Macron cũng như là Thủ tướng Đức và tất cả nhiều rất là nhiều người các quốc gia trên thế giới đã gửi điện. Tôi thấy là ông Joe Biden, tức là phát ngôn viên của Nhà Trắng, cũng đã có điện những cái lời chia buồn cũng như là sẽ sát cánh để tìm ra manh mối cũng như những người đứng đằng sau các cái quyết định này. Mà đối với Mỹ thì chúng ta biết rồi, thì họ sẽ là một người vừa là phản đối nhưng mà vừa là có thể là lên kịch bản cho những cái này. Đấy. Cái này chúng ta không nói sâu xa, cái này cái khả năng tình báo của Ukraine nó cũng làm được thôi. Nhưng mà rõ ràng là Mỹ đã biết trước, có nghĩa rằng là đã biết rồi thì có nghĩa bây giờ nói không biết thì là không có đúng. Đấy. Thì họ vẫn có những cái lời như vậy thôi, bởi trước cái đau thương quá lớn như vậy, bất ngờ như vậy, và ngay sau khi cái bầu cử tổng thống như vậy thì rõ ràng đây là một cú sốc, là một cái tát vào cái lực lượng an ninh của Nga. Và sau 1 tiếng rưỡi sau thì bắt đầu bị bắt hết được toàn bộ cái số số này. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ đông hơn chứ không không chỉ có 11 người này đâu. Đấy. Cho nên là cái này tiếp tục điều tra ra thì sẽ biết thôi. Thì những người này là nói tiếng Nga cũng rất là tốt, và có một số nói được tiếng Anh. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái những người nói tiếng Anh đó là người ta sẽ thu thu nhận thông tin cho cả nhóm. Đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa là họ đã thiếu chuyên nghiệp trong cái quá trình này. Cái việc mà họ cùng trên một xe để mà chạy trốn thì cũng là thể hiện cái sự thiếu chuyên nghiệp
hoặc là sau khi họ ngộ ra họ đã làm cái việc quá khủng khiếp, có thể nói là quá ghê gớm, không thể, coi như là trời không dung đất không tha. Họ hoảng hốt và họ quyết gắn bó với nhau, sống cùng sống, chết cùng chết, và cứ chạy thục mạng càng xa càng tốt, Moscow. Nhưng họ nên nhớ rằng là chính ở Moscow nhiều khi nó lại trốn được. Chứ còn nếu mà anh chạy đang tất các cái tuyến đường mà từ Moscow thì nó phong tỏa hết, và chúng ta biết rồi, tức là từng cái xe một là người ta đã thấy, và khi mà cái xe chúng nó đổ tại đó là người ta camera nó cũng đã biết rồi, và đến khi mà chúng xe đi lên phía trên, rồi bắt đầu chạy, sau đó thì người ta cũng đã trích xuất camera lên, thì chỉ các bạn biết rồi, đi tới đâu họ biết tới đó. Và một cái vấn đề nữa là họ không có đổi xe. Đấy. Nếu mà trong trường hợp mà đổi xe thì cũng rất là khó cho lực lượng an ninh. Đấy. Nếu mà đổi xe hoặc là người ta phân tán ra thì có thể bắt được người này, không bắt được người khác. Nhưng mà như chúng tôi nói rồi, có lẽ là hoảng loạn quá cho nên là tất cả cái đám này nó đã cùng sống chung chết chung với nhau. Đấy. Thì chúng ta thấy cái lượng xe ở đây nó rất là đông. Đấy. Thôi dù sao đi chăng nữa thì cũng đã sự việc đã rồi, bây giờ chỉ giải quyết hậu quả và tiếp tục điều tra. Thì ông Putin sau khi ông ra cái thông điệp rất mạnh mẽ đối với tất cả cái đám khủng bố này và những người đứng sau đó, thì ông cũng đã cảm ơn tất cả các lực lượng cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ và nói chung các cái lực lượng tham gia vào trong cái ngày hôm đó, an ninh, cảnh sát, và ông hứa là sẽ làm cái vụ này nó sẽ minh bạch rõ ràng và không thể dung thứ. Chúng ta bây giờ đi, chúng ta vào mặt trận. Xin lỗi, xin phép các bạn là tôi nói rất nhanh nhé. Sau đó là tôi sẽ ra sân bay đi đi thành phố Hồ Chí Minh có chút việc riêng trong 3 ngày, cho nên là các cái bản tin của tôi nó có lẽ là sẽ ngắn ngắn hơn một chút, nhất là trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng thế này thì tôi cũng rất là áy náy, tức là thông tin nó sẽ nó không không có thể là bị hạn chế hơn các bạn nhé. Trước hết là cái khu vực Ivanovka, thì như hôm qua chúng ta nói là hôm trước thì chúng ta là giải phóng cái này lâu lắm rồi, chúng ta biết là nó là sự khu vực như thế này, nhưng mà nó khó ở cái chỗ là cái rừng này, chúng ta biết là bên Ukraine người ta đi từ Konstantinovka, chúng tôi nói rất nhiều lần, và sau đó họ vào cái rừng này, nó có ở cái điểm cao. Đấy, một số thì nó đang tiếp viện cho Trà Xúc Gia, và một số là ở đây và đánh vào, đánh vào các khu vực này, và từ từ các cái điểm cao này họ cũng đánh vào, cho nên rất là khó. Cho nên mấy ngày nay thì chúng ta biết là các lực lượng của Nga là đang đánh vào cái khu rừng này, phía trên này, chỉ đánh phía trên này và đánh vào, và đã triệt tiêu hoàn toàn cái số lượng này. Và hôm qua chúng ta đã nói rồi, nếu mà đã đánh xong cái này thì cái chỗ Ivanovka là cá nằm trên thớt, và đúng như vậy, ngày hôm qua là Nga đã tấn công, sáng hôm qua chúng tôi đã nói là tấn công vào 2 cái hướng của 2 bên này, còn các lực lượng trên này thì vẫn tiếp tục vào đây chiếm các điểm cao và cắt các đường tiếp viện, thì đã xóa sổ hoàn toàn cái Arivka, xin lỗi là Ivanovka. Thực tế cái này nó đúng ra nó phải là từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay. Chúng ta đã đánh số nó từ lâu rồi, nó chỉ từ cái hồi đó là chúng ta thấy là đánh tới cái đường này, cuối cùng này rồi, chỉ còn có một vùng này thôi. Đấy, hồi đấy là tôi vẽ là nó chỉ còn cái vùng này, chỉ còn tất cả các cái vùng trên này nó đã giải phóng lâu rồi. Đấy. Nhưng mà một một cái vấn đề mà chúng ta muốn nói là gì? Chẳng qua là Nga có đánh hay không thôi. Chứ nếu nó đánh thì hôm đấy chúng tôi đã nói cách đây cả 1 tháng rồi, là nếu đánh thì bất cứ lúc nào. Đấy. Cho nên vấn đề là Nga là đánh thì đánh dạng tiêu hao. Đấy, cho đến khi mà nó tiếp viện trong này thì hết rồi, nên tiếp viện càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, thì cuối cùng là Nga mới lượm một lần. Đến bây giờ thì Nga sẽ triển khai tiếp tục theo cái hướng đường 504 này, và bắt đầu đang đánh phá vào các cái chỗ mà cái đường đi xuống Konstantinovka, tiếp tục đánh bom vào chỗ Trà Xúc Gia, và từ cái khu vực này Nga sẽ có thể tiến về về, về phía Trà Xúc Gia đấy rất gần, hay có thể là tiến vào 2 nơi. Tuy nhiên cái chỗ khu rừng này nó có một cái con đường, các bạn biết là khu rừng này
thì đã bị mất các bạn nhé, nó gọi là mất thì không mất mà đang giao xám này, gọi là đang giao tranh cái khu vực rừng này, cái chỗ này rất là quan trọng đấy. Cái khu vực này vô cùng quan trọng các bạn, mà chỗ này hồi xưa chúng ta nói là nó có một cái công sự đấy rất là lớn ở cái ngay cái đường này, tức là đây là cái đường sắt đấy các bạn, đấy, đường sắt nó sản xuất ra, và đây là cái đường 506 chúng ta biết nó vào là Kromove và Bát Út. Thì ngay cái chỗ bìa rừng này nó gần cái chỗ mà ngã tư này đấy. Đấy. Ngã tư này thì chúng ta thấy nó có đây, nó có một cái nghĩa trang, và cái khu rừng này đánh mãi cái Nga mới lấy được. Thì hiện nay cái khu rừng này lại tiếp tục là đang tranh chấp, và bên Ukraine người ta cũng đang cố gắng lấy lại cái khu rừng này, và cái số mà ở từ cái khu rừng này thì nó đang đang chạy một số là nó sẽ vào cái khu rừng này để nó hỗ trợ, và một số thì đang chạy về từ Chasovia. Thì tôi nghĩ là Chasovia cũng nhanh thôi, người Nga cũng phải giải quyết thôi. Thì chúng ta biết cái Ivanovka nó cũng rất là quan trọng, tuy nhiên nó cũng bé, nó cũng phải là lớn, nhưng mà không thể để mãi được. Còn xuống chỗ Krivichka này thì mấy ngày nay nó cũng có những hơi loạn lạc một tí, thì hôm qua là Nga đã đẩy lùi theo ba hướng, từ hướng trong đất liền, tức là trong đại lục, một hướng ở trong trung tâm, và một hướng từ cái phía đằng cái núi này, thì làm tất cả các lực lượng ở đây người ta đang chạy ra cái chỗ mà cái kênh đào phía ngoài này. Thì hiện nay là cái khu vực Bát Mút, xung quanh Bát Mút là đang ổn, chỉ bây giờ tập trung đánh trả xuất ra thôi. Chúng ta xuống dưới cái chỗ Adipka. Adipka ở đây thì chúng ta thấy là cái chỗ Belichi này thì Nga vẫn đang nuôi, nhưng mà thực tế là hiện nay là Nga cũng đang đánh xuống rồi, giờ đánh xuống, và cái nói cái chỗ ở dưới này Arukka đánh lên, cái là Siminovka, thì người ta nói trong vòng vài giờ tới thì ở đây sẽ thất thủ, bởi vì đây nó không phải là công sự thành trì gì, mà đây nó chỉ là các cái kho, cái tuyến đường huyết mạch để tiếp viện. Thì nếu trong trường hợp mà nó tiếp viện từ cái chỗ Novosibirsk ra đây thì có lẽ đây sẽ là cái trận đánh cuối cùng cho cái khu vực này. Đấy, chứ nói chung là chỉ bây giờ chỉ đánh tiêu hao mà không giải phóng thì cũng không được. Đấy. Anh giải phóng, vừa giải phóng anh vừa tiêu hao, anh giải phóng ra tới tận ngoài này, ví dụ như xong cái Belichi này anh giải phóng ra tới ngoài này thì anh tiêu hao tiếp ở ngoài này nó vẫn hơn, chứ anh cứ tiêu hao cái chỗ nào chả là tiêu hao, nhưng anh phải phải lấy cả đất nữa, chứ anh tiêu hao anh cứ tiêu diệt ở đây mà mãi 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 anh cứ ở mãi cái chỗ mà cái xóm này thì không được. Cho nên tôi nghĩ là Nga phải tiếp tục đánh ra, và bây giờ hiện nay đã đánh ra rồi, đánh ra theo cái hướng Tonenke. À, thì đây chúng là Belichi, đây Simonovka, Arovka và Tonenke. Thì hiện nay cái hướng Tonenke thì đúng như vậy là Nga đang tấn công ra, và tôi thấy là gần tới cái chỗ Ubanke này rồi. À, cái chỗ này là chúng ta biết là rất là nhiều cái vàng, đây là rất nhiều cái sự, tức là những cái mà nó cản trở và chặn lại hoặc là chậm lại cái bước tiến của Nga. Thì hiện nay là Belichi đang đánh xuống đây và Arukha lên đây, thì xong thì tôi nghĩ là Nga sẽ đánh ra đây. Tóm lại cái vùng này nó sẽ là cái vùng sắp tới, cái vùng này vùng sắp tới của Nga sẽ lấy xuống tới Nentelova, tức là dưới này là Pervomaiskaya các bạn nhé. Cái hiện nay thì tôi nghĩ là cũng nhanh thôi. Ở khu vực Novomikolovska này thì chúng ta thấy là Nga đang tấn công theo hai hướng này, và một hướng là đánh và đang từ trung tâm ra phía tây của thị trấn, một cái hướng ở trên là đang hướng tới cái thị trấn Parakovka này, và các lực lượng của Ukraine đang rút chạy ra phía tây. Sau khi mà Nga đã xong cái này thì tôi nghĩ là Nga cũng sẽ lấy luôn cái Parakovka này để theo cùng theo cái hướng tấn công Stantinovka, là cái hướng này. Ở phía dưới này thì chúng ta thấy cũng không có gì, chỉ có riêng cái chỗ Staromajer, tức là cái chỗ mỏm Pramika này, thì Nga cũng như hôm qua với hôm nay đang đánh bom rất là nhiều, và cũng đã đi vào những cái đường đầu tiên trong cái thị trấn này, bên phía tay trái của sông, tức là bên hữu ngạn đấy các bạn. Còn chỗ Robotina thì không có giao tranh gì lớn, nói chung không có báo cáo. Bây giờ chúng ta lên cái khu vực chỗ Siverts, thì chỗ này thì nó tương đối là mạnh, nhất là trong cái hẻm này, thì chúng ta thấy là đang giao tranh rất nhiều tại cái khu vực mỏ than mỏ đá này, và Nga cũng hy vọng là lấy luôn cái phần phía bên tây trái này của cái ngọn núi này. Thì chúng ta biết là
cái mỏ đấy, cái mỏ là cái núi đấy các bạn. Thì cũng không biết là bên nào cao bên nào thấp, nhưng mà tôi nghĩ là bên ngoài sẽ thấp hơn, bên ngoài này sẽ thấp hơn, và Nga đang có lẽ đánh nhanh đấy các bạn. Nếu mà nhanh thì cũng chắc là cũng thấy tháng 4, nhưng mà chắc là bây giờ tất cả đang dọn dẹp để chuẩn bị cho các cái cuộc đánh lớn. Thì chúng tôi thấy là trên cái con đường từ Varkokamianska đi Siverd đây, thì Nga đang đến đây, và trong Siverd này Nga đánh rất là nhiều. Đây nó là trung tâm của cái khu vực này các bạn nhé. Kiểu gì thì kiểu thì Nga cũng phải lượm cái chỗ này sớm thôi, thì không thể để lâu được. Đây là nó là Siverd. Hiện nay đang đánh tập trung đây, thì mấy ngày trước thì chúng ta thấy rằng các cái phía dưới này, Rasdorovka, Verovka cũng như là phía ngoài này, ở phía trên này, và bây giờ cả cái phía mỏ này, thì tôi nghĩ là cả cái chỗ Krivaluka đây hôm trước đó, cái chỗ dòng sông mà nó có cái đường mà nó ngã ba đó, thì chúng ta biết là nó khu vực này, nên tôi nghĩ cũng sẽ sớm thôi. Còn khu vực biên giới thì chúng ta biết là cũng đã vãn hồi rồi. Khu vực này, Kuzinka, Tekhurutepco, và cái khu vực trên này là chúng ta thấy là gần như đã xong hết rồi, Kuzinka. Bây giờ Nga chỉ có đánh vào phía trong này, đánh hai điểm. Tôi thấy là một điểm là Nga đã đánh trúng một cái hệ thống pháo, và một chỗ là đánh trúng vào cái khu vực mà sơ tán lính về đó, sau đó là để mà rút chạy vào phía tây, thì đã bị Nga cắt điện hoàn toàn khu vực này. Còn Zhykhankov thì hiện nay vẫn đang chìm trong bóng đêm, tức là chìm trong cúp điện, và cứ sửa xong thì là Nga lại tiếp tục đánh, và cứ thử xem, tức là cứ sửa và đánh xem ai sẽ hơn. Thì tôi nghĩ là cái cách đánh chiếm Kharkov sắp tới đây là đánh sẽ đánh Kharkov, rồi sau đó là Kiev và các cái thành phố khác, thì tôi nghĩ là Nga sẽ đánh theo cái cách đó, tức là sẽ đánh sập hết tất cả các nguồn điện để cho dân có thể di dời. Còn hôm vừa rồi là Nga đánh cái chỗ cái đập thủy điện, đã không có đánh đập thủy điện các bạn nhé, mà đánh nhà máy thủy điện Zaporizhia, cũng là một trong những nhà máy lớn nhất của châu Âu về thủy điện. Gần như hôm trước thì năm ngoái thì bên bên Zelensky thì nó đã phá luôn cái đập thủy điện, tức là cả đập và cả nhà máy. Còn Nga lần này là Nga chỉ phá nhà máy thôi, tức là các cái cơ sở về này, năng lượng thôi, về điện thôi các bạn nhé. Đấy. Vậy thôi, tôi cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Chúng tôi sẽ đi ra sân bay, và cái bản tin buổi chiều có lẽ chúng tôi sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chúc các bạn vui vẻ, bye bye.